Hello, chào lại mọi người, chào cậu ở là ha, chào lại mọi người. Để trước hết thì cũng có nhiều cái thông tin, nhưng mà trước mắt thì phải trả lời cho thằng A Quy Nguyễn xíu Dạ. nè. Để trả lời cho mày cái câu nói về cái ông cái hai người cái vụ bánh mì á, với lại cái kia, tao nói cho mày nghe. Theo tao á thì tao ủng hộ cái hai người mà công an hay bộ đội gì đó để mà nói cái câu đó, là bởi vì tôi nói cho mày nghe cái điều này là người Việt mình nó quá ác, nó quái quăng chứ nó không phải đơn giản như người kia đâu. Ngay tại thời điểm này cái nhu cầu thiết yếu là cơm gạo, cái đéo phải trà sữa, mà cũng không phải là bánh mì. Bà chẳng rõ ràng thằng cha nói đúng, mặc dù phạm luật nhưng mà tao vẫn bình giả. Và bởi vì có nhiều người buồn cười lắm, để nó sinh ra ngoài kia để mà mua một cái vấn đề thức ăn thiết yếu lắm, tưởng sao quậy về Chào hai Minh. thấy hai ly trà sữa đâu, Ok, thằng Thanh cái nó đó đi, nó đi ăn cầm, anh xuống cho mình đưa lên nha. đâu Rồi phải tao là nói cho anh cầm. cái đó đâu phải là món ăn thiết yếu, mà cũng đâu là coi như là không có là chết đâu, không có trà sữa mà ở nhà buồn quá biết làm gì Không, cái thèm con trà trà sữa này là khác nữa anh, cái con trà không. sữa Ý mình đáng lên án. không, Dạ. ý anh nói là trà sữa bánh mì khô vậy đó, ý anh nói là trong thời điểm dịch bệnh thì những cái món ăn đó là muốn ăn xa xỉ, mặc dù là nó vẫn là món ăn nhưng mà nó không đến nỗi, bởi vì ngay từ thời giờ phút đinh bệnh thì mình ở nhà mình ăn cơm cơm gạo mới chính là bữa ăn chính phẩm. Còn đồng ý là bánh mì cũng là thực phẩm, nhưng là thực phẩm ngoài luồng, có nghĩa là biết sao nó cũng là món ăn nhưng không phải lúc này. Ý là nói cái gì đâu, có Anh nhiều cầm, anh người cầm, anh cầm cho em nhắc lời cái chỗ đây nè. Cái đó. vấn đề ở đây không phải lỗ bánh mì, mà vấn đề ở đây là cái câu phát ngôn của anh, cái anh chủ tịch đó. Người ta đi vào cái vấn đề đó thôi anh, chứ còn cái ổ bánh mì là không có có quan trọng. Không quan Nhưng cái trọng. quan trọng là dạ cái câu phát ngôn của cái anh chủ tịch đó nó gây sốc thôi. Chứ thật sự là nếu mà mình đi sâu vào cái vấn đề này là cái anh Không chủ tịch thì này ảnh đúng ảnh rõ ngăn ràng cấm rồi những đường là đúng. là Dạ. đúng, thì bởi vì anh mới Dạ nói đúng cả để trả nhưng lời cho mà thằng do A cái phát Quy ngôn ảnh nó không có được đó, để như trả lại thì cái lời nói ông thì sốc là không đúng, nhưng trên nguyên tắc về đề về ta cảm thấy là cái vấn đề nó không, nó không phải thích hợp ngay thời điểm đó là đúng, nhưng mà bị nguyên tắc về pháp luật là ông nó sai. Để ta trả lời rõ ràng cho mày dạ. như vậy, rõ ràng vậy. Chẳng hạn như là bà đi mua, trời ơi cho tôi đi ra ngoài kia tôi đi mua già hết thức ăn rồi mà không có gì ăn, con tôi nó khóc quá trời, tưởng sao đem về hai ly trà sữa đúng đóng báo, cái đó đâu phải là cái chuyện thức ăn chính yếu, Dạ rõ ràng đúng chưa? anh. Có nghĩa là cái người Việt Nam nó kỳ lắm, đồ má nhà buồn miệng quá, đồ phải chi giờ có bánh mì nóng mà giòn giòn nướng ai nhoi nhai đã ha, đồ mà mặc dù nhà cơm gạo cả đóng không thèm bánh mì, ra mua bánh mì thì cứ nói là bánh mì thức ăn rồi, nhưng mà cái ông kia thì ông phát câu bừa bãi cho ông phạt là đúng rồi. Để tao nói cho mày nghe, tao binh, tao là tao binh cái ông đó, tao đéo có binh cái thằng con nhỏ mà mua bánh mì thẳng tao vậy. Bởi vì ngay tại thời điểm này mày không thể nào mày ra mua ổ bánh mì vô mày làm khó người ta được, cái điều đó là cái điều đúng, nó rõ ràng nó như vậy rồi. Trà sữa rồi bánh kẹo rồi được, thậm chí ra mua cà phê rồi vô được cà phê chỗ này cũng được, sợ mệt quá lợi dụng những cái chỗ đó là những cái chuyện đó là chuyện ba vơ, tao không thích, tao bỏ tao tao cô ấy được. Anh phải hiểu là cái người dân là phải ý thức một xíu rõ rõ ràng. Thì rồi sẵn là bây giờ anh nói chuyện vấn đề dịch bệnh luôn. Dịch bệnh ơi, ở so ra cái bản đồ mà của người Việt mình đó thì Việt Nam thì vẫn còn thấp lắm, tức như là hôm nay ra nó mất tiêu rồi. Trên bản đồ thế giới dịch bệnh mà thì Việt Nam vẫn thấp, mà hiện giờ á ở nước Mỹ là cao nhất thế giới rồi. Đây đây cho em coi. Ủa sao nó không quay được ta, Anh bấm kỳ vô cái chỗ mà có hai cái mũi tên đó anh. em có thấy anh không, sao nó Thấy đơ rồi, thấy dạ thấy nó không qua được, kỳ ha, anh chạm kỳ vô đây. cái, anh chạm vô cái màn hình của anh đang ngồi đó, anh bấm nó có cái mũi tên xoay á, anh Thì xoay anh qua. hiểu rồi nhưng mà nó không quay Dạ nữa, nó đơ mẹ nó rồi. Thì rồi thôi đọc xong rồi đi, đó, rồi tức đọc như đi. là Dạ đọc mẹ đi. Rồi ở đây là tờ báo Nhân Dân nha, Nhân Dân của điện tử của báo chính thống nha. Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày cao nhất thế giới, ngay đó để nói cho nói theo số liệu cập nhật của gì là
9 giờ sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 192.700.866 ca mắc, 4 triệu người tử vong do COVID-19, trong đó Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới. Nói như vậy là đó, tôi đọc này, lướt qua thôi chứ đọc bài báo thì cái mẹ tiếng nào mới xong, dài nát, rồi ok. Nói như vậy để mình hiểu rằng ở Việt Nam mình vẫn còn là một cái ca lây nhiễm và ca tử vong nó vẫn thấp. Thấp, bữa nay hình như là có 310 mấy, nhiều 300 mới, gặp là 300 mấy. Này anh, này anh cầm, em để em đưa cái con số này lên cho anh nhìn luôn này. Chính cái con số này nhá, chính cái con số này là thằng Bình Nguyễn, là thằng này ở bên bên Pháp nha, nó đăng nha. 110.000 ca tử vong bên Pháp, đúng nha anh nha. Dạ bên Pháp, rồi bắt đầu em đưa nữa nè. Nên em á, em có đăng trong trang nhà em rồi, em có đăng trong trang nhà em rồi. Còn Việt Nam em lấy con số mới nhất là 245 ca tử vong. Dạ đúng rồi anh. Nên mình lấy những cái con số đó, mình lấy những con số đó để mình so sánh với là các nước trên thế giới thì mình mới cảm thấy là đất nước Việt Nam mình vẫn còn thấp nhất. Là bởi vì thấp là lý do tại sao? Thấp là lý do ở mình Việt Nam mình phòng chống, có nghĩa là khoanh vùng kiểm dịch rồi chích ngừa các cái, nó có một cái hệ thống nó an toàn và mình thấy nó tốt thế thôi. Thì so sánh với các nước thế giới thì Việt Nam mình vẫn là đứng ok, mình không dám nói thứ nhất nhưng mà vẫn là ok, vẫn là vẫn cao còn, hơn còn, Mỹ nhiều. Còn cái này á, còn cái này là con Lê Mỹ Hạnh, là chính cái con là nhà đấu tranh đi chạy qua bên Thái Lan nha anh nha, nó chính nó đăng luôn nha, một ngày Thái Lan trên dưới 10.000 ca, khủng khiếp chưa? Dạ, thì nói gì đó thì nói đó là những cái thông tin mà tụi nó xuyên tạc đó, những thông tin này chính tụi nó đưa lên chứ không phải là mình đưa nha. Đi, không chính tụi nó đưa lên luôn. Dạ rồi em thì cho chính... em đưa anh một cái này nữa nè. Thằng này là bên Malaysia lên trên nhà ông Sang Lê, chính miệng nó nói á, hiện giờ là bên Malaysia một ngày mười mấy ngàn ca, chính miệng nó lên nói luôn nha anh. Đúng thì rồi. Cái vấn đề ở đây mình muốn nói là gì, mình muốn nói là Việt Nam mình khoanh vùng dập dịch và rất là giỏi, nghĩa là mình đúng. Mình không phải là mình giỏi mà người ta làm rất là làm có là tốt cũ. Anh dạ đâu đó có những một vài những người có thể là bị linh án đại khái, nhưng mà mình phải thông cảm là cái chỗ này họ bị từ ngày đầu mùa bị dịch tới bây giờ họ quần quật, có những người y tá đã xỉu tại chỗ và có những người nằm ngủ ngoài đường ngoài xá lê lết, có nghĩa là đáng lẽ là điều đó là mình phải xúc động. Có cái người dân mình đó là nó khổ một cái gì, nó họ không hiểu được, họ chỉ biết cái tôi của họ thôi nhưng mà họ không nghĩ tới ai cả. Tao mới post lên kìa, tao mới post lên cái một cái clip rất là đang cứu những người đang hấp hối thở không nổi sắp sửa tử vong á. Và ở bên này mình coi mình muốn rớt nước mắt, tất cả mọi y bác sĩ đều nhào vô là mỗi người một tay, người thì bơm dưỡng khí, người thì chích thuốc, nói chung là tất tần tật. Thì cái bà kia rồi. Để anh Cầm nói xong mình cho thằng Thế Xanh lên, với lại anh Cầm cho em nói thêm cái chỗ đây nữa nè. Nên trong khi nghĩ là trong cái lúc mà người ta làm việc mệt mỏi, bản thân mình ở nhà trong khi mình mệt mà ai nói gì mà. Ai mình nói tập. Gì mình cũng học cái nè. Rõ ràng. Dạ. Tao chứ huống chi là người ta tao... là huống chi mà cả dài mấy tháng trời mà để ngồi nằm sương gội gió, bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con, ăn uống thiếu thốn, ngủ đường ngủ chợ, mày nghĩ sao vậy? Đối với mày chịu được không? Đúng rồi anh. Thì nhiều khi người ta vì chỗ khác người ta cọc cằn thô lỗ là cái chuyện đương nhiên, người ta cọc cằn tâm lý là nó quay chim, nó live chim, nó đưa lên, nó quay tung lên, bỏ em nhìn má từ thứ mất dạy đạo. Má tao chửi bậy, rượu má tụi bay, rượu mẹ mày rồi ai quy, khốn nạn, chó đẻ mất dạy, rượu mẹ mày. Rượu má coi thằng nào tao chửi luôn, thằng Quy Trương đéo vậy, rượu ra đây, rượu má tao đào má mẹ mày luôn. Rượu khốn nạn, rượu chó đẻ. Quy Trương nào anh Cầm? Quy Trương đoàn, Quy Trương điếc vậy, tao thấy có chữ Quy Trương. Thằng Huy Trương đoàn, anh phải nói cho rõ chứ trong này có thằng Huy Trương bản của em nằm trong này, tự nhiên anh chửi. Không biết. Thằng Huy Trương đoàn thì tụi nó cũng một nhóm với nhau, mấy cái thằng nào cũng vậy. Thế nó ở Việt Nam mình có một cái chút xíu gì là nó moi nó móc ra, nó đêm ra nó quay clip nó dựng lên. À, đủ mẹ nó bực tụi nó khốn nạn cho mẹ. Mình coi cũng cần mấy thằng có tâm không nha. Ok, ta xuống. Dạ, để em coi Trần Thế Xanh. Em ở Đà Nẵng, bây giờ em ở Đà Nẵng. Đó, em qua cho chị Thái. Em đang cách ly ở khách sạn Riverside, thành phố Đà Nẵng.
Dạ, mà miễn phí. Còn phòng em là kín mít không ra khỏi phòng. Nói chung là Ừ. cái quy chế cách ly là Phòng được như bao thế. nhiêu người em? Dạ, phòng em 2 giường 2 người chị. Ở khách sạn Riverside á. Ở Được, em chia Bạch sẻ Đằng luôn. đi. Dạ rồi, cái thứ thứ hai mà nói về mà chốt chạm mà đi ở thành phố Hồ Chí Minh á, vì em là ở quận nhất, ngay cái trước mặt của ủy ban dân thành phố mình đó, cái tòa nhà của Vingroup đó. Em ở thì ở quận 4. Nhưng mà sau chỉ thị 16 2 ngày là em phải về quận 12. Thì em đi thì mình đi ra đường có chính chính đáng, mình đi làm thì công ty nó phát cho mình cái giấy đi đường. Nghĩa Và là cái chỉ giấy thị thông 16 hành, ban em nói là đầu. cái giấy thông hành đó. Dạ cái giấy thông hành đấy. Và Ừ. cái gì đó, cái đằng mấy ngày đầu thì yêu cầu khám sức xét nghiệm Xét COVID nghiệm. mà sao? Ừ. Dạ giấy xét nghiệm âm tính. Rồi sau này thì thành phố thấy bất cập thì thành phố bỏ ra dọa dẫn đó, nếu mình đi trong thành phố thì em đi qua mấy chốt em trình giấy thì em qua bình thường vì mình có lý Ừ. do chính đáng. Ừ. Còn sau này em nghĩ em không đi nữa, em ở nhà chỗ em quận 12 đó 10 ngày ở phường Thành Lộc đó chị. Em ở TL 10 TL 19 ngay chỗ ổ dịch luôn đó. Thì những ngày mình nghỉ làm thì mình không có lý do mình không đi nữa, mình không có lý do bởi vì mình nói thật ra cái dịch này rất là nguy hiểm mà người dân mình không ý thức cái thì đi ra thì toàn lo. Còn em nói là A Quy này, A Quy Trương Hy rồi Benny Trương mê đồ, nói thật cái mấy mấy bọn mà mấy cái đầu đầu chả hiểu mấy cái đầu mấy ông nghĩ gì, nói thật cái óc mấy ông quá nhỏ. Còn riêng dân Việt Nam nói thật ra chỉ có một số thôi, chứ còn nói hết thì không được. 95 phần gần 100 triệu dân thì cái trong đó khoảng 1-2% nghe không hiểu biết rồi nghe theo cái gió thì tắt gì nào nghe theo gì đó thôi, chứ còn thực chất ra thì dân Việt như ở Đà Nẵng em đó chị thấy không, mới mới áp dụng chỉ thị 10 16 khi 15, chưa nè, 16 rồi hả? 16 16 luôn. Dạ Ờ, ăn giãn nội cách, là nhưng mà 15. đó chị thấy cái đường Bạch Đằng á đó, chị nhìn nha, đường Bạch Đằng này vắng hoe mà Bạch Ừ. Đằng bây giờ này mà vắng là ngạc nhiên nhất, nhưng mà đó chị không chấp hành nghiêm chỉnh đó, cờ sông Hàn chị thấy chưa đó, em qua cho mấy người thấy không phải em nói láo. Nhưng mà xuyên tạc rồi những cái lừa chọi lừa cái vụ bánh mì rồi xuyên tạc ấy, mua trà sữa trà đồ sai là sai, anh phó chủ tịch nó đồng ý là anh sai là sai trong cái cách cái những cái câu nói thôi, Đúng chứ rồi, không anh có hết sai trong môn vấn đề giải quyết thôi. đó là sai thôi, chứ còn không có phải là sai trong vấn đề mà bác, bởi vì Đúng chỉ thị thôi. áp dụng giãn cách Ừ. là không 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 cho sản xuất bánh mì. Rồi như những cái rồi em nói ví dụ như nói như mình trước đây trước năm 1000 sau giải phóng của mình 78 79 80 81 82 83 thời em còn 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 nhỏ và biết cũng biết đấy, ăn kho ăn qua bo cả năm này qua năm nọ có chết đâu, có ai chết vì đói đâu. Chẳng qua bây giờ rồi cái ra rồi cái bọn bọn phản động bọn xuyên tạc chống phá nhà nước lợi dụng cơ hội chuyện bé xé ra to, hướng định hướng cái câu chuyện nó qua cái hướng khác Thổi để phồng kích câu động chuyện đó nhân em, dân nó lựa cơ hội, nó thổi phồng câu chuyện đó. đó. Bây giờ nhưng mà em nói riêng ở đâu không biết, riêng ở Đà Nẵng thằng nào dám đâu, nói thật luôn, riêng ở Đà Nẵng tại vì em thì em bọn em ở Đà Nẵng và em cũng có với thành phố Hồ Chí Minh mình thì bọn em cũng có vào mấy cái diễn đàn mà phản biện, em thì em chưa bao giờ em lên cái like của nào ấy, em mới rất là muốn lên like lắm. Còn em nói cái chỉ thị 16 á, chỉ thị 16 là chính xác vì cái dịch đại dịch này nó lây lan rất là nhanh, lây lan trong không khí luôn chứ không phải lây lan mà giống như cái đợt COVID đợt đầu là tiếp xúc. Bây giờ cái dịch biến thể Delta này là nó lây lan trong không khí nữa mà không có không giãn cách không 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 không, không cái nghiêm chỉnh chấp hành cái chỉ thị 16 thì nó sẽ lặng lại. Còn nói mà Mình nói về Việt chuyện đó, Nam mình nói mình kiểu bình dân của mình, giống như là mình, nếu mình không làm căng đó em, nếu mình không làm căng thì sẽ dạ bị dạ lây đó lan cái dịch em cho thì cộng nhà quê em nói kiểu nhà quê thôi, em không có đồng. nói hoa mỹ lắm, Đồng nhưng ý, mà đồng ý, đồng ý. em nói nè, riêng Việt Nam mình á ca nhiễm rất là thấp nhất luôn so với thế giới, là ca nhiễm mình thấp nhất luôn. Indo 46.000 một ngày, Thái Lan trên 10.000, Malaysia trên 10.000, Myanmar chuẩn bị vỡ trận,
Việt Nam mình có mấy ngàn, chỉ mà chỉ có thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nếu mà với cái chỉ thị 16 cộng, ngày mai nữa lấy chỉ thị 16 rồi, thêm chỉ thị 16 cộng nữa thì em nghĩ là chắc là xong. Rồi tất cả các y bác sĩ tập trung về hết thành phố Hồ Chí Minh, rồi những cái người mà miền Trung tấp nập, những cái thành phần mà nhận không được hay là được thì không phải là nhận không được. Em nói thật với chị á, thành phố Hồ Chí Minh cần 15 triệu dân, mà những cái người mà mình chống dịch và những cái người mà hỗ trợ thì không bằng, thì phải có những cái sai sót này sai sót nọ. Đúng, người chưa quá. Người chưa nhận thì ấy. Còn nè, nói thằng nào nè, như mà hôm qua em á, em mang cái bộ đồ bảo hộ xanh trắng trắng á chị. Ừ. Đó. Ai mang vô đi, mang vô thử đi, mang ngày thôi. À, đúng không, rồi. Em cho không mang à? Mang 2 tiếng thôi, mang 2 tiếng mang thử đi. Nè, em là nói thật ra em bây giờ em lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên em lên live chị đấy. Lên chị có cái gì? Lần đầu tiên em live tất cả gì đang là lần đầu tiên luôn á, mình không có lưu loát như mấy anh kia cho nên là anh không lên như vậy. Ngày hôm nay em thấy anh có mình vô em có cái like của chị nước, mình lên mình chia sẻ cho nó quen đi, hiểu không, mỗi người góp một cái tiếng nói. Đâu, diễn đàn nào em vô chị, em vô nhiều lắm, chỉ có diễn đàn cái bọn Trương Quốc Hy nè, Awi rồi Benny Trương là em vô, em thấy bọn đó bọn với vô nó xàm chứ làm gì. Đúng rồi, nó nhảm, nhảm mình vô mình coi mình nghe chọc mình bực thêm chứ làm gì. Bởi nó em vô, em chỉ vô những cái gì như ở Việt Nam thì em vô Duy Nghiễn rồi đấy. Ừ. Duy Nghiễn rồi em vô hoặc là hồi xưa có Debaway của anh Bằng, cho nên là em hay vô đó. Còn bây giờ tối nay còn em muốn vô này rồi. Dạ em tối nay nữa là tròn 24 tiếng. Ủa vậy hả? Đó. Còn giờ còn cũng phải làm 2 ngày cách ly đó chị thấy không? Ê, ở cái nào cách ly không? Cách ly sướng này không? Ở khách sạn 3 sao 4 sao em về được sao, ở khách sạn 3 sao em về được trước, em ở resort 5 sao miễn phí hết. Mẹ nhà nước lo vậy còn đồ hỏi gì nữa. Ở như Mỹ anh ớt thằng ai kêu mày lên mày nói cái gì, thằng chó đó nó nói cái gì, nó biết cái gì nói, cái đầu nó ngu như con bò. Em nói thật cái gì không, nó nói cho nó lên, chị kêu đợi thằng em trai này nói xong tao đưa mày lên, đưa thằng ai kêu lên. Dạ rồi để lên nó nói gì đó, nó nói mà nó nếu mà nó nhảm á, chị đạp nó xuống hầm cầu, nó ăn phân cho em. Ok, bọn này nó nói nhảm lắm. Còn em nói là đó, dân mình bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh nặng nhất, thì tất cả dân mình đồng lòng phải tập trung cho thành phố Hồ Chí Minh trước. Chứ còn nó chị thấy, em nói thật với chị, dân mình là dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam mình là nói thật, tinh thần đoàn kết rất là ok. Giờ có bọn chống phá nó 1.000 năm lợi dụng cái cơ hội này, nó xuyên tạc, nó kêu gọi dân xuống đường, mình bức xúc chứ. Chẳng qua là em nói thật với chị, nó xuyên tạc, nó kiếm tiền thôi. Bọn nó bị lây, bị kiếm đồng bạc để ăn thôi. Chứ còn nó thật ra bọn nó mà cái đào óc với bọn nó thì chống cộng với kiểu gì. Nó chống cộng 1.000 năm, tỷ năm nữa, cộng sản nó cũng không có sụp nữa. Chứ đừng có nó anh tư... Anh mà đâu. À dạ thôi cho em xuống để cho anh bảo đó lên. Cảm ơn em trai nha, có gì lên chị ha. Dạ ok chị. Em nhanh cách ly xong để về với gia đình. Dạ em về gia đình em cũng cách ly thêm 14 ngày nữa, chẳng trách chứ. Cho nó an toàn đi em, mình cố gắng thực hiện an toàn. Chứ bây giờ dịch giả này làm được cái gì mà mình làm, mà làm không bao nhiêu đồng mà nó toàn... Ok chị, cho em xuống đi cho anh bạn đó lên. Dạ em cảm ơn. Bye em chào cả nhà nha.